Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề gọi là Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo của Nga nổ tung. Quý vị đã thấy rằng Putin là thành người tàn rồi. Bộ Quốc phòng cũng nhờ Cơ quan Tình báo của FSB của Putin nằm ngay ở thủ đô mặc Tư Khoa. Vậy mà bị nổ tung và cháy và không biết lý do tại sao. Cho nên mới đưa ra những cái thông báo tượng trưng là bị chạm điện nổ câu trì đại khái vậy nhưng thật ra đó là nội bộ của Putin đang muốn thanh toán Putin tuần vừa rồi trong ngày thứ bảy vừa qua hai cơ quan nổ một lúc làm cho Putin đau khổ và giờ này Putin mới cách chức thêm những cái tên về tình báo và những cái tên về vấn đề an ninh quốc gia trong khi đó thì mặt trận ở Ukraine Putin thảm bại Chúng tôi đã có lần thưa với quý vị rằng Mặc dù đến giờ này Putin chưa bị bắt Nhưng mà công nhận rằng cái ảnh hưởng hệ lụy của cái lệnh truy nã Và bắt Putin của tòa án quốc tế Ảnh hưởng rất sâu rộng đến người dân Nga và tinh thần chiến đấu của Nga Hôm Chủ nhật vừa rồi Putin đã mời các ngoại giao đoàn Ở thủ đô Mạc Tiêu Khoa đến để nghe Putin nói chuyện Chưa bao giờ trong lịch sử của nước Nga Mà lãnh tụ của Nga mà đứng nói chuyện xong Cả một khối ngoại giao đoàn Im phong phắc không có phản ứng Làm cho Putin xô hổ Đến nó phải nhắc đi nhắc lại Ô oh, tôi nói vậy là đủ rồi đấy Tôi nói vậy là xong rồi đấy Rồi mọi người cũng im rơ Không vỗ tay, không phản đối Putin lại phải nhắc thêm một lần nữa rằng Ồ, oh, những cái điều mà tôi muốn nói đã hết rồi. Rồi không ai nói gì. Putin lùi thủi đi vào. Để đó là gì? Đó là một cái hành động của những cái phe của quốc tế. Người ta đang phản đối. Mà chúng ta thấy rằng là Putin là một con người giờ này đang đi vào ngõ hẹp là như thế. Chưa bao giờ trước mặt phái ngoại giao đoàn mà Putin mất mặt như vậy. Mà nếu ở hải ngoại chúng ta cũng trách mà đây ở ngay ở trong thủ đô mạc Tiêu khoa làm cho putin trở nên đau đớn là như vậy cho nên thưa quý vị cộng sản hết thời chúng ta không cần phải diệt cộng chống cộng gì cả bây giờ chúng nó có đội mồ sống dậy cũng không có thể nào bén mảng đến được trong cái thế giới tự do của chúng ta làm cho người dân chán và làm ngay cả cái bọn cộng sản nga nó cũng chán rồi chúng ta lại có một cái câu chuyện nữa là có ở tiểu bang Texas có một ông quân tòa mà do tổng thống Trump bổ nhiệm trước đây ông ta đã ra cái lệnh là cấm các cái tiệm thuốc tây của Hoa Kỳ bán cái loại thuốc phá thai là Mifepristone mà chúng tôi đã nói tuần trước ở chỉ có 13 tiểu bang Cộng hòa Bây giờ quan tòa liên bang ra lệnh cả nước Mỹ trong vòng 7 ngày không được bán cái loại thuốc phá thai này gọi là My Freestone mà đã được bán trong vòng 23 năm qua. Ông quan tòa đưa cái lệnh hay lắm. Cơ quan FDA là cơ quan quản trị về thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ. Cách đây 23 năm chấp thuận cho cái loại thuốc này được bán để giúp cho đàn bà phát thai là một cái điều vì hiến. Ông nói rằng là loại thuốc này ngày đó chưa được thí nghiệm đầy đủ và chưa được xác nhận rõ ràng trong khi giờ người ta tìm ra trong đó có rất nhiều loại hóa học nguy hiểm khi mà người đàn bà dùng để phá thai nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể tạo ra ung thư lâu dài. Trên đó là một trong những cái sự kiện mà cái bọn phá thai giờ này đang đau khổ trong vòng 7 ngày nữa là cả nước mỹ không được bán cái loại thuốc phá thai myfreestone này thế thì bây giờ bọn phá thai nó đang phản đối nó phản đối bằng cách nào nó sẽ kiện lên đến tối cao pháp viện bởi vì nó nói rằng là tối cao pháp viện là một cái nơi mà có thể đưa ra một cái chương trình để cho chúng ta thấy cái loại myfreestone này nó không thể ứng dụng cho con người và đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta đang chờ một vài ngày nữa. Nếu tới cao pháp viện đồng ý với vị quan tòa này thì đó là một cái sự cáo chung của cái nền phá thai của nước Mỹ một cách gián tiếp cứu hàng triệu người. Mà người ta tính ra trong suốt 23 năm vừa rồi cái loại thuốc này nó đã dùng đến hàng chục triệu lần. Nó đã phá ít nhất vài chục triệu trẻ con. Hải Nhi hãng còn nằm trong bụng mẹ thai Nhi. Đây là một cái sự kiện Đảng Cộng Hòa lại được một bản thắng tuyệt vời và pro choice là vấn đề vấn đi mà phải là pro life những người phò sự sống đây là một sự thành công tốt đẹp mà trong cái mùa phục sinh này chúng ta có nhiều tin mừng để mà thiên chúa phù hộ cho các bà mẹ biết cứu những hài nhi cứu những cái linh hồn tuổi trẻ đó là một cái sự kiện tuyệt vời và cho đến bây giờ thì có rất nhiều các cái cơ quan và quan tòa nói rằng tối cao pháp viện dù có kiện lên họ cũng sẽ không có lật ngược cái quyết định của ông quan tòa này lý do là vì ở trong tối cao pháp viện lâu nay chúng ta đã có 9 người thì trong đó có 5 người là pro life là những con chiên của thiên chúa họ tin vào đời sống thiêng liêng của con người bắt đầu từ lúc thai nghén thành hình Chứ không đợi đến lúc như là cái bọn giết người Nancy rồi Joe rồi giết người Nó cho phá thai tự do Đây là một cái hình thức tuyệt vời Trong đó có ông Gosus Trong đó có các vị thẩm phán mà họ pro-life Toàn là những người Barrett Navarro Cộng thêm cái ông chủ tịch tối cao pháo viện Là ông Chip Robert Ông cũng là một con người phò về sự sống cho nên chúng ta phải hãnh diện mà chúng ta ca tụng cái vị thẩm phán của Tổng thống Donald Trump này đã cứu được rất nhiều sinh linh trong những tháng ngày sắp tới. Và nhất là sau khi tối cao Pháp Việt cũng đồng ý với đường lối của ông. Chúng ta rất mừng mùa phục sinh này là một cái mùa phục sinh đặc biệt. Thiên Chúa sống lại để mà cứu nhân dân, cứu con dân là như thế. Cứu nhân loại rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là về vấn đề Obama. Ngày hôm qua, chúng tuần vừa rồi, có một tên phụ trách về vấn đề của Obama ra điều trần và tuyên bố một câu rõ ràng. Năm 2012, tên Obama đã cầm 30 triệu đô la của những cái bọn buôn bán của người Malaysia, tức là Mã Lai Á. Và Obama đã im miệng và sau khi bị tố giác, tên này khủng hoảng. Và nói rằng, ô tôi sắp sửa dọn qua bên Kenya, tôi không còn ở đây nữa. Cho nên quý vị đừng có tố cáo, tố cáo mất thì giờ. Để quý vị thấy rõ ràng, cái bọn con lừa này bây giờ mới biết tại sao chúng nó làm đầy tớ cái bọn da vàng. Vì nó cầm tiền của bọn da vàng. Nó cầm tiền của bọn tập cầm bây giờ nó lại tố là cầm tiền của bọn Malaysia, Mã Lai Á. 30 triệu đô la. Và tên Obama bị tố xấu hổ quá. Cho nên mới nói rằng tháng 6 này tôi sẽ bỏ Mỹ và tôi về Phi Châu. Và rất nhiều người lâu nay ngạc nhiên, đùng một lúc Obama khi làm tổng thống mới có khoảng 200 ngàn trong tiền nhà băng. Mà tên này làm tổng thống 8 năm sau, nó mua một lúc ba cái biệt thự. Có cái nhiều nhất là 12 triệu đô la, cả một cái hòn đảo ở vùng Boston. Giờ mới biết rằng tiền đó là tiền tham nhũng hối lộ. Mà của Obama này rãnh từ ở bên cái bọn Malaysia là một cái sự kiện mà chúng ta phải chấp nhận rằng Donald Trump là một cái vị tổng thống tuyệt vời. Đó là cái lý do tại sao mà tối thứ bảy vừa rồi tổng thống Donald Trump đã đến tham dự một cái cuộc đấu võ của hai võ sĩ nổi tiếng trong đó có cả ông Mike Tyson đã dự và các võ sĩ này đã ca tụng. Tôi xin giới thiệu với quý vị chúng ta có một vị tổng thống tuyệt vời của lịch sử Hoa Kỳ đang ngồi chủ tọa trong cái buổi quyền anh hôm nay và tôi yêu người đó rồi ông ta tuyên bố mọi người USA ca tụng tổng thống Donald Trump và nói thẳng một câu rằng Let's go Brandon đó là một cái lời nói để mà chốt phế tên khứa của tòa bạch cung và đây là một sự kiện trước 22.000 cử tọa tại một cái võ đường nơi đấu trường ở bên tiểu bang Florida ở thành phố Miami. Và đây là một cái sự kiện mà để cho mọi người đều thấy rằng là Donald Trump đi đến đâu, mặc dầu bên này bọn con lửa đang cố gắng tạo ra những cái sự khổ sở. Tuần vừa rồi có thể nói rằng là một cái Harris Week, là một cái tuần địa ngục cho Donald Trump bị truy tố rồi bị phạt và rất nhiều sự đau khổ với 34 tội danh làm cho Tổng thống mất tinh thần nhưng thượng đế luôn luôn phù hộ cho người công chính donald trump vẫn vui vẻ đã đến dự cái buổi đấu võ ở miami và được thiên hạ ca tụng là một con người tổng thống tuyệt vời nhất của lịch sử hoa kỳ trong đó có cả mike tyson trong đó có những cái võ sĩ nổi tiếng và trong cái lúc nhận cái giải ông ta đã chỉ thưa quý vị một vị tổng thống tuyệt vời nhất trong lịch sử của mỹ đang ngồi ở dưới kia và tôi rất yêu cái người đàn ông ấy Đây là cái lối nói của những tên võ sĩ không văn chương Thực tế có sao nói vậy người ơi Và đấy là một cái sự hãnh diện cho cá nhân Donald Trump Và cho tất cả những cái người mà đang nghĩ đến tiền đồ của Tổ quốc Hoa Kỳ Bởi vì tên cao ngố đi đâu cũng được hai ba người hoan hô Mà trong đó lại có những người đeo bảng Donald Trump cho nên chưa bao giờ một cái sự mất mặt cho một cái tên cả chớn chúng ta nói như vậy vậy mà có những cái tên cộng hòa ăn tiền của những cái bọn tập cầm bình nói một câu như là tên Chris Christie nói rằng là ô chỉ có Joe Biden mới có thể hạ được Donald Trump để quý vị thấy rằng là ca ngợi một cách mù quáng giống như là một người đàn bà mê tiền đến độ mù mắt quỵt 500 của người đi mua nhà đi mướn nhà đi deposit làm nhục nhã cho dòng họ và con cháu. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.